Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, một số đối tượng lừa đảo đã lợi dụng thông tin về chính sách hỗ trợ đối với người lao động từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp theo Nghị quyết số 116 bằng nhiều thủ đoạn xấu để lừa đảo người dân nhằm trục lợi bất chính. Ngành Bảo hiểm xã hội cho biết, thông qua 3 chiêu thức là gửi tin nhắn SMS, nhắn tin qua mạng xã hội Zalo hoặc gọi điện trực tiếp cho người lao động, đã có người dân mất cảnh giác, truy cập các đường link lừa đảo nêu trên và bị kẻ xấu chiếm đoạt thành công tiền trong tài khoản ngân hàng cá nhân. Cái thứ nhất là gửi cái tin nhắn SMS từ các cái đầu số 052 này, cộng 84582 này, vân vân. Với cái nội dung là người dân đã đủ điều kiện nhận cái tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp và hãy vào trang web để lấy cái mã đăng nhập, và nếu như quá hạn sẽ không được chấp nhận. Cái thứ hai là các đối tượng nhắn tin qua cái mạng xã hội, chẳng hạn như Zalo cho người lao động để đăng nhập vào các cái đường link lừa đảo, và trên cơ sở để hiện thị các cái giao dịch nó giống như là cái trang giao dịch điện tử của các cái ngân hàng thương mại mà người dân đang sử dụng. Cái thứ ba là các cái số điện thoại mà có các cái đầu số chẳng hạn như là 084 1900 thì lại gọi điện trực tiếp yêu cầu người dân làm theo các hướng dẫn để được nhận cái tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết, đến nay đơn vị chưa tiếp nhận trường hợp người lao động nào bị các đối tượng lừa đảo như nội dung nêu trên. Ngành Bảo hiểm xã hội cũng khẳng định các tin nhắn, cuộc gọi trên là của đối tượng lừa đảo, lợi dụng thông tin về chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116 nhằm trục lợi bất chính. Không nên tin bất kỳ một tin nhắn nào được gửi đến nếu như cái tổng đài gửi không có chữ Bảo hiểm xã hội Việt Nam viết tắt ấy, hoặc là Bảo hiểm xã hội Tiền Giang hiện thị tại cái phần số của cái điện thoại mà gửi tin nhắn, và cũng cần phải nâng cao cái cảnh giác, đồng thời bình tĩnh xác minh để nhận diện để tránh bị cái đối tượng xấu nó lợi dụng từ các cái cuộc điện thoại lạ hay các cái số điện thoại quốc tế tự xưng là cơ quan bảo hiểm xã hội, và để tra cứu cái thông tin hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp thì người dân, hay là nói chính xác là những người lao động, chỉ cần truy cập vào cái cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Tiền Giang và thực hiện tra cứu cái thông tin trợ hưởng trợ cấp. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đã có cung cấp tất cả các danh sách của những người lao động đủ cái điều kiện được hưởng trực tiếp ở trên đó cho tất cả người dân để người ta tra cứu. Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang cũng khuyến nghị người dân khi nhận được các tin nhắn như trên, người dân cần nâng cao cảnh giác hoặc thông báo đến tổng đài của Bảo hiểm xã hội Việt Nam qua số 1900 9068 hoặc đường dây nóng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang 088 889 7576 để được tư vấn hỗ trợ và giải đáp kịp thời.